Thưa quý vị và các bạn, mắt được coi là cửa sổ của tâm hồn và là một trong các bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người. Vì thế, luôn cần được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Ngoài chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý, cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hàng ngày như vitamin A, vitamin C, omega 3, cùng những thực phẩm tốt cho mắt. Hãy kết hợp thường xuyên các thực phẩm dưới đây để giúp cho đôi mắt được sáng khỏe, giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh như đục thủy tinh thể, khô mắt. Một trong những cách tốt nhất để chăm sóc cho mắt và phòng ngừa các bệnh về mắt chính là một trong những chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất. Có một đôi mắt khỏe mạnh luôn là mơ ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, để được như vậy, đòi hỏi thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ mắt hàng ngày nghiêm túc. Bổ sung dinh dưỡng hàng ngày là một trong những quá trình tạo nên một đôi mắt khỏe mạnh. Hầu hết các dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt của bạn đều có trong thành phần của các loại rau, củ, quả từ tự nhiên. Vì vậy, bạn hãy tìm hiểu và chọn cho mình những loại thực phẩm ưa thích và tốt cho mắt. Sau đây là top 9 thực phẩm có thành phần giúp bổ mắt, có đôi mắt khỏe đẹp. 1. Củ cà rốt. Có rất nhiều độc giả hỏi rằng vitamin A có trong thực phẩm nào? Trong các loại thực phẩm, cà rốt được ứng cử viên số 1, đáp ứng nguồn vitamin A dồi dào cho cơ thể con người. Cà rốt là một loại rau củ chứa nhiều beta-carotene, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, tạo sắc tố võng mạc, giúp mắt nhìn tốt hơn. Ngoài ra, cà rốt còn giúp chữa chứng quáng gà và hạn chế bệnh đục thủy tinh thể. 2. Quả cà chua. Cà chua chứa chất lycopene, chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong quả này có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua cũng giàu vitamin A, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt. 3. Cá hồi. Tác dụng và lợi ích của cá hồi thể hiện qua việc cung cấp lượng axit omega 3 dồi dào cho cơ thể người. Để hấp thụ tối đa lượng axit omega 3 nhằm bảo vệ võng mạc khỏi sự hư hại và ngăn ngừa suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, người ta thường ăn 2 bữa cá hồi trên một tuần giúp sáng mắt. Cá hồi là loại thực phẩm giàu axit béo omega 3, là yếu tố ngăn ngừa các bệnh khô mắt. Ngoài cá hồi, các loại cá nước lạnh khác cũng có tác dụng giúp duy trì sức khỏe mắt là cá mòi, cá trích, cá thu và cá ngừ. 4. Bắp hay còn gọi là ngô. Bắp là loại thực phẩm giàu beta-carotenoid và folate. Đây là hai chất giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng ở tuổi già. Ăn bắp thường xuyên giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giúp ngăn ngừa sự tiêu hủy các sắc tố màu vàng trong mắt. 5. Rau chân vịt hay còn gọi là rau pina cải bó xôi. Trong rau chân vịt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin, là các hợp chất rất tốt cho mắt, đặc biệt cũng là một trong những loại thực phẩm giàu vitamin A giúp bảo vệ giác mạc. Lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng của tia cực tím, chất zeaxanthin thì góp phần phát triển cải thiện thị giác. Cách ăn rau chân vịt tốt nhất là uống một cốc nước rau pina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng, giúp mắt sáng rõ rệt. 6. Trứng gà. Lòng đỏ trứng gà chứa lượng lớn lutein và zeaxanthin, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Nguồn vitamin A có trong trứng gà còn giúp giảm cảm giác mỏi mệt cho mắt và các chứng khô mắt. 7. Quả óc chó. Óc chó chứa một lượng lớn axit béo omega 3, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể cho mắt. Ngoài ra, loại quả này cũng đáp ứng câu hỏi vitamin A có trong thực phẩm nào. Quả óc chó chứa chất chống oxy hóa, kẽm và giàu vitamin E, cũng giúp chống viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ăn một ít quả óc chó hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe cho mắt và bảo vệ mắt khỏi nhiều loại vấn đề như thị lực. Ngoài quả óc chó, bạn có thể ăn các loại hạt khác như hạnh nhân, hạt lanh và đậu phộng. 8. Quả bơ.
Bơ cũng rất tốt cho đôi mắt. Trong bơ chứa lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác liên quan đến tuổi tác. Chúng cũng chứa chất beta-carotene và vitamin B6, C và E cần thiết để thị lực tốt và bảo vệ đôi mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn đến suy giảm thị lực. 9. Quả đu đủ. Đu đủ rất giàu vitamin C, B, kali, magie và chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, vừa tăng cường sức đề kháng và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt, loại quả có hàm lượng vitamin C dồi dào được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể. Chú ý, trẻ trong độ tuổi ăn dặm, mẹ nên tập cho bé ăn với đu đủ chín bằng cách xay nhuyễn. Trẻ lớn hơn có thể cắt đu đủ thành hạt lựu trộn với phô mai. Với chế độ ăn uống cân đối, đầy đủ chất dinh dưỡng, hợp lý là tiền đề để có một đôi mắt sáng, khỏe mạnh cũng như ngăn chặn những nguy cơ dẫn đến các bệnh về mắt. Trên đây là 9 thực phẩm giúp tốt cho đôi mắt của bạn. Chúc các bạn luôn giữ cho mình một đôi mắt sáng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.